Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn để review về những cái thiết bị mình đang sử dụng để làm vlog và YouTube cho các bạn. Mời các bạn xem video của mình nhé. Ngắn đổi. Đây nha các bạn, đây là những cái thiết bị mình đang sử dụng để làm vlog và YouTube nha các bạn. Mình sẽ quay từng thiết bị cho các bạn xem nhé. Đầu tiên mình sẽ review sơ qua cái thiết bị mà mình hay quay hàng ngày nha các bạn. Đây là con iPhone X mà mình dùng để quay vlog hàng ngày nha các bạn. Nha các bạn. Đây là con iPhone mình thường dùng để quay vlog hàng ngày. Và mình dùng nó với con này thì mình mua bên này thì giá khoảng, nếu mà giá đúng nguyên hộp nó thì khoảng 20 triệu nha các bạn. 20 triệu. Và mình vừa mua xong con gimbal này để quay chung với nó để mà chống rung các bạn. Đây con gimbal này thì mua ở bên Nhật, thì thị trường bên Nhật thì nó bán khoảng hơn 3 triệu một tí. Trước đây thì mình quay bằng cái máy ảnh này. Cái máy ảnh này dùng để quay nhưng mà thực ra thì nó rõ nhưng mà nó không có chống rung nhiều, thì bây giờ mình không quay bằng nó nữa, dùng nó để chụp hình thôi. Ok, cái máy này thì tính ra tiền Việt Nam thì khoảng cỡ 17 triệu nha các bạn. 17 triệu. Bên cạnh đây thì có một cái chăn ba dùng để quay bằng điện thoại hay máy ảnh cũng đều được hết. Ok, đó là thiết bị quay của mình. Và đây là thiết bị mà dùng để chạy view nha các bạn. Đây là con iPhone 4. iPhone 4 nha các bạn. Và bên cạnh đó là con iPhone 5. iPhone 4, iPhone 5. Hai con này thì tính là mua cũ nó chỉ có vài trăm nghìn thôi, 500 nghìn đến 1 triệu thôi. Tiếp theo là con Asus. Điện thoại Asus. Con này mình cũng dùng để chạy view. Ok, và con Samsung Note 4 này mình cũng dùng để chạy view. Hai con này tính ra mới lúc mua thì nó cũng tầm 5 triệu. Ok. Rồi tiếp theo là đến cái thiết bị mà mình dùng để render video nha các bạn. Render video thì mình dùng con Dell này. Con Dell Core i7 này dùng để render video nha các bạn. Con này render rất là tốt. Con Dell i7 này thì có giá khoảng 15 triệu nha các bạn. 15 triệu. Rồi con Asus này dùng để chạy view, duyệt web cho vui thôi. Con này là có giá là 12 triệu. Tiếp theo là cuối cùng là con MacBook này. MacBook này mình cũng vừa mua xong thì nó giá là 26 triệu nha các bạn. Cũng dùng để render luôn, render và chạy web luôn. Ok, đa số là trong này hầu như là máy cũ hết, chỉ có con iPhone này là máy mới thôi. iPhone này là mới. Và cái máy ảnh này thì mình mua mới thôi, còn hầu như là cũ. Đây là tất cả những thiết bị mà mình dùng để quay vlog và render video làm YouTube. Thì nó nằm sơ sơ đâu khoảng cỡ gần 100 triệu đó các bạn. Các bạn xem video và comment bên dưới xem tôi là còn thiếu những thiết bị gì mình cần thiết để mà quay video và làm YouTube nha các bạn. Các bạn comment bên dưới video giúp mình nhé. Ok, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mà sao chúng tôi vỡ chẳng làm gì? Bắt rồi.